Hello, hello, xin chào tất cả mọi người. Lời nói đầu tiên cho Hùng Lý gửi lời chào đến cả nhà thương thương trên kênh Sức Sống Mới. Chúc cho cả nhà mình một buổi sáng vui vẻ, một buổi trưa an lành và một buổi tối hạnh phúc nha. Hôm nay Hùng Lý đang đứng tại chợ Hoa Hồ Thị Kỷ. Hôm nay Hùng Lý chuẩn bị đi chùa Sùng Chính, cái nơi mà người ta thường gọi là chùa Phật Bốn Mặt. Hôm nay Hùng Lý đi mua một ít hoa với lại một ít trái cây để qua bển dâng lên cúng Phật cho một người anh, vì một người anh có vàng bái Phật Bốn Mặt nhưng mà bây giờ là anh không có đi được, nên vì vậy là Hùng Lý sẽ đi trả lễ giùm anh ấy cả nhà. Nhưng mà sẵn hôm nay thì mua bông hoa thì chỗ nào cũng có đúng không cả nhà, nhưng mà chợ Hồ Thị Kỷ thì là chuyên về, giống như là chuyên về gọi là chợ hoa luôn á, chợ hoa Hồ Thị Kỷ luôn á. Nên là sẵn hôm bữa Hùng Lý có đi quán ăn phố đi bộ Hồ Thị Kỷ rồi, thì hôm nay Hùng Lý muốn đi chợ hoa cho cả nhà mình xem nha cả nhà nha. Đi chị đó, Hùng Lý sẽ mua hoa. Nhưng mà Phật thường bốn mặt á thì là mình phải dâng lên bốn hoa nha cả nhà, giống như mình cúng á thì mình cúng là phải là bốn góc, tại vì Phật có bốn mặt thì sẽ có. Hùng Lý cái dạo cho cả nhà mình xem một lát, Hùng Lý sẽ ghé tấp vô hoa đó cả nhà, dệt hoa rất là đẹp luôn đó. Một lát Hùng Lý sẽ mua những cái chậu hoa này dâng lên Phật bốn mặt. Bây giờ Hùng Lý sẽ đi dạo trước một vòng nha cả nhà nha. Dạ dạ đó. Đó, rất là đẹp đó nha, hoa rất là nhiều luôn đó, cả nhà nhìn thấy rất là đẹp luôn đó nha. Ôi ôi, những màu sắc rất là đẹp đó nha cả nhà nha. Đó, cả nhà nhìn thì rất là đẹp luôn. Một lát hôm nay Hùng Lý sẽ mua bốn gọi là bốn giỏ hoa, bốn giỏ vừa vừa thôi, dâng lưng cho lên bốn mặt Phật nha cả nhà. Đó, bây giờ Hùng Lý đi một vòng xong Hùng Lý sẽ coi lựa vô, tấp vô một cái hàng nào đó. Thôi giờ mình đi lên phía trên đi Thái. Ở dưới thì không có gần với nhau hoa đâu, mình đi lên phía trên đi Thái. Gần hơn. Có bàm biên rồi. Mua nước hả bàm biên? Đó, hôm nay cả nhà mình sẽ có một cái clip. Lâu rồi thì Hùng Lý cũng không có clip đi chùa nhiều. Thì lâu lâu Hùng Lý sẽ có một cái clip đi chùa, đến nơi thiền môn gửi đến cả nhà mình nha. Mua chưa? À, em tưởng mua nước thôi, chút xíu mua nước cũng được. Đi, em mua đi, em mua đi. Đi cả nhà, để Hùng Lý coi chỗ nào mà đẹp Hùng Lý sẽ vô nha cả nhà nha. Tên. Giờ này là buổi sáng nha cả nhà, giờ này khoảng 8 giờ, 8 giờ mấy sáng. Thờ. Ờ, bà Bi nó thẫn thờ quá má ơi. Trời, bên nào cũng đẹp hết trơn, không biết tắp vô đâu luôn á trời. Thôi tắp vô đây đi. Thử rồi. Tắp vô đây đi. Đây là giỏ hoa. À, giờ là mua hả chị? Giờ là phải mua hả? Thôi vậy em không dám giờ, tại cái này là em định mua để dâng lên cúng Phật, nhưng mà chị nói giờ phải mua thì nhiều khi em giờ trúng nữa nè. Trời ơi chết rồi, cái này là giống như bị ép rồi. Vậy là sao biết đứng hàng nào mà đi coi được, cái này vô tấp vô hàng nào là phải mua hàng đó luôn. Để chút xíu nha cả nhà, để em coi cái nào hả. Chả nước miếng. Chị có cái em muốn mua chậu hoa mà cúng dâng lên Phật bốn mặt, mà em muốn mua bốn chậu nhỏ nhỏ thôi. Em muốn nó tầm size này hay là size này, hay là size này, tại vì ở đây có nhiều size để em lựa chọn mà. Em nghĩ là em dâng lên bốn giỏ, em nghĩ chắc là cái size này thôi được. Này là bao nhiêu, khoảng bao nhiêu chị? Cái đó thì tính em 2,5. Dữ vậy. Cái này là bánh tròn mà. Nhưng mà hồi đó giờ em thấy cúng bông đồ này nọ mà Phật bốn mặt rồi đó, em chỉ biết cúng xì ti với trái cây, còn bông em không biết dưng cái bông nào cho đúng ta. Wow, cả nhà thấy phó vô có đẹp không cả nhà. Đó, thì đây là đã ra trước được một giỏ hoa rồi, thì bây giờ đã chờ tiếp Hùng Lý phói giống nhau như vậy nè cả nhà. Phói thì chung với nhau chứ không phải là một hoa như thế này đó, tại vì cúng Phật á thì Hùng Lý muốn cho nhìn hoa thì lên á, nhìn
cái màu sắc nó tươi, nó vàng tươi, để khi mà trả lễ cho một người anh đó thì khi mà Phật đã nhậm lễ của anh rồi thì Hồng Lý nghĩ là sẽ làm độ thiên cho anh để trong công việc mà cuộc sống của anh sẽ tốt hơn. Vì Hồng Lý nghĩ là anh đi không được, thì Hồng Lý nghĩ là khi mà mình có một lời hứa gì với lại đứng bề trên á, thì từ từ mình đi, nếu mà mình không có giống như là mình không có thời gian, hoặc là đang bị một cái kiểu như công việc gì đó hay là lu bu gì đó mình đi không được á, thì từ từ mình đi. Nhưng mà có lẽ là anh cảm thấy là thời gian qua cái lời cầu van vái và cầu nguyện của anh thì đã được thần Phật bốn mặt đã độ, nên là anh cũng muốn cố gắng làm sao nhanh nhất để trả lễ. Thì anh có nói với Hùng Lý á, thì bây giờ là Hùng Lý trả lễ giùm anh ở Việt Nam mình là chùa Sùng Chính ở quận 8. Và khi mà có thời gian thì anh sẽ bay qua Thái, anh làm một cái lễ long trọng hơn để trả lễ. Đó là nhờ những người bên Thái mà hay kiểu như người ta múa những cái điệu múa của Thái cả nhà. Giống như là ở Việt Nam mình thì có những cái điệu múa làm cho vua cho mẫu, thì Hồng Lý không gành về cái tục lễ bên đó. Thì Hồng Lý nghĩ là những cái múa hát bên đó thì chắc là một cái nghi lễ để làm vui cho thần bốn mặt. Vì vậy là bây giờ là anh đã nhờ Hồng Lý đi trả lễ trước ở đây. Thì Hồng Lý sẽ cố gắng làm sao hoàn thành làm sao tốt nhất, làm lễ làm sao dâng lên cho Phật làm sao trang nghiêm và gọi là tôn trọng nhất để dâng đến Phật bốn mặt cho cả nhà. Thì bây giờ chờ thêm ba chậu hoa nữa ra thì Hồng Lý sẽ đi mua trái cây rồi qua bên chùa Sùng Chính nha cả nhà nha. Wow, bây giờ là Hồng Lý tiếp tục đi tới tiệm trái cây để chuẩn bị lựa những trái cây thật tươi và ngon để dâng cung kính lên thần Phật. Ở Việt Nam mình thường thường gọi là Phật đi cả nhà, nhưng ở bên Thái thường thường gọi là thần bốn mặt. Nhưng mà mình ở đây mình quen rồi thì mình gọi là Phật bốn mặt. Thì chuẩn bị em vô lựa những trái cây thật là ngon nha cả nhà nha. Dạ dạ, thôi đi vô Thái. Dạo đâu? Để mình dạo trước mình coi đi cái nào thấy ngon rồi từ từ tiếp tục mình. Tại vì Hùng Lý chắc sẽ mua những cái hộp như thế này nè cả nhà. Thì sẽ có sẵn mình khỏi kiếm mâm, mình dâng lên là bốn góc của Phật bốn mặt đó nha cả nhà nha. Đó. Có giá như vậy, có giá sẵn hết rồi, mình lựa theo ý mình thôi. Dạ. Wow, trái cây rất là ngon. Wow. Nhìn giống như là em đang đến một gọi là một xứ sở của trái cây vậy đó cả nhà. Nhìn rất là tươi ngon luôn. Đó, nhìn rất là tươi ngon luôn. Đó cả nhà mình đi một vòng xem đi ha, thì gọi là Hùng Lý sẽ lựa trái cây nha. Đó có những bán những mặt hàng sữa rồi bánh kẹo, này là giống như là để khi mình đi biếu cả nhà, còn trái cây thì có những cái này mình vô mình đóng thành một cái giỏ quà mình đi tặng cũng được, chứ không phải là trái cây không, nhưng mà ở đây là chuyên về trái cây tươi á. Để là trái cây cao cấp là cả nhà đã biết rồi. Lấy một chị ơi, em ơi mình lấy quả, mình tính tiền ở quải hả em? Dạ. Chỗ này nó nặng quá, sao xách hết bốn hộp. Em giao á, tại vì anh đi qua bên quận 8 á, mà cúng bên chùa Phật bốn mặt á, cái này mình giao mình tính ship sao em? Ở quận 8 á. Dạ, đây 500 phi ship. Vậy một lát có 4 vỗ 2 em có thể chở đi dùm được không? Có nhỏ xíu à. Nha, nha. Rồi, rồi. Thì trên 500 là phi ship đúng không? Dạ, cái này là hơn, chắc hơn nhiều rồi đó. Tại vì tôi mua tới mấy mà. Vậy là mình lấy một cái này nè em. Một cái này. Thôi, một cái này đi. Cái này nè. Một cái này. Một cái này. Nhưng mà lựa cái tươi ngon trong đó nha. Đừng có để là mà. Có cái mẫu nào nữa không? Dạ, mẫu học hoài. Em có 4 mẫu thôi. 4 mẫu đi thôi hả? Cái này Thái này giống như em rồi đúng không? Dạ. Em muốn làm thêm mẫu giống vậy nữa thì em làm xong rồi em giao cho anh con. Giờ em làm hai này đi. Hai này nha. Dạ. Rồi ok. Rồi em search đi chứ địa chỉ đó, địa chỉ đấy Thái, tại giờ chùa Sùng ngay chỗ chùa Sùng Chính quận 8 á. Em search vô là chùa Sùng Chính á, em biết không? Em biết không? Ok, em biết là được rồi.
Rồi cả nhà nha. Chị Giàu ơi, chị Giàu gửi 3-4 giỏ hoa vô đây đi, mình cầm một lát mình đi, mình đi bị dập á, lát em chuyển qua giùm mình luôn, mình chạy qua bển thôi, mình quay trong chùa trước, em tới qua là mình cúng là vừa rồi. Đi đem 4 giỏ hoa vô đây đi chị. Là tranh thủ đi em qua bển, đi qua bển luôn nha em nha. Đó cả nhà ơi, trái cây tươi ngon hôm nay sẽ dâng những gì đó, giỏ hoa thật là tươi nè và thật là đẹp, mà thật là nói chung là gọi là nhìn vào thôi là cảm thấy là một cái màu sáng rất là tươi sáng nè, thì dâng lên thần bốn mặt. Thì Hùng Lý nghĩ là thần sẽ nhậm lời của anh trai của Hùng Lý hôm nay, nhờ Hùng Lý đi trả lễ như cả nhà nha. Còn qua đó nữa thì Hùng Lý sẽ mua xì tin nữa. Thường thường mà nếu mình không cúng trái cây với hoa đó, thường thường là thần bốn mặt và Phật, mình thường gọi là Phật bốn mặt đó, thì đa số nếu không cúng trái cây hoặc là cúng không cúng hoa thì mình sẽ cúng xì tin. Đa số giờ đó là cúng xì tin nhiều nha cả nhà. Thì qua bển là Hùng Lý sẽ mua thêm một số xì tin nữa, dâng lên bốn góc mà Phật bốn mặt bốn hướng nha cả nhà. Wow, rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đây là bốn hộp là tượng trưng cho bốn hướng để dâng cung kính lên thần bốn mặt nha cả nhà nha. Thì bây giờ chúng em đã đặt xong rồi thì chuẩn bị thì ở bên đây sẽ ship ở bên đó giùm. Thì hoa nãy em mua em sợ chở á, thì ôm vào sẽ bị gọi là động tới động lui, sẽ gớt cành, gớt nhánh này nọ, để em nhờ bên đây ship vào giùm em luôn. Thì ở đây là địa chỉ số mấy vậy chị ha? 131 Nguyễn Chi Phương, quận 5 đúng không chị? Phường 8 quận 5 như cả nhà. Thì cả nhà đến thử đi, Hùng thấy Hùng Lý thấy là những hộp trái cây như thế này mà dở vô hộp sẵn mà trái cây tươi nữa mà nhìn bắt mắt nữa, thì nếu mà chúng ta đi biếu hoặc là đi họ có thể Hùng Lý không dám nói trái cây thì tặng cái gì cũng được hết trơn, dỗ quải hay là đến tặng người thân hay là tặng những cái dịp gì cũng được hết trơn, trái cây rất là dễ. Và trong cái hộp đi ra là sẽ có như thế này nữa cả nhà. Đó. Rồi dâng lên Phật xong chút xíu em sẽ để một ít lại bên đó cho những gọi là cô bác anh chị vào lễ Phật thì sẽ ăn được một chút lọc của Phật nha cả nhà nha. Rồi một ít em sẽ đem về để cho trong nhóm em ăn, hoặc là các anh chị em qua tới ăn để lấy cái lọc và lấy cái gọi là được sức khỏe đó, hay như vậy đó, của thần bốn mặt sẽ độ cho chúng em nha cả nhà. Bây giờ là chúng em sẽ đi nha cả nhà, chờ chút xíu sẽ qua bên đó quay những cái cảnh thật là đẹp tại chùa Sùng Chính cho cả nhà mình xem. Rồi sắp tới rồi cả nhà ơi, sắp tới rồi, một đoạn nữa thôi là mình tới rồi, đã đến chùa Sùng Chính rồi. Địa chỉ là số 17 đường Trương Đình Hội, phường 16 quận 8 nha cả nhà. Ủa phường mấy ta? Phường 16 đúng không? Đây. Tới rồi. Hi. Cả nhà ơi, Hùng Lý đã đến nơi thiền môn chùa Sùng Chính ở địa chỉ là 17 Trương Đình Hội, phường 16 quận 8. Thì chùa này thì nếu mà đi hỏi á, mà mình nói là chùa Sùng Chính á, thì chắc ít ai biết, tại vì quen thường gọi ta hay gọi là chùa Phật bốn mặt đó cả nhà. Nên vì vậy là nếu mà ai mà không biết đường đi á, mình nói là chùa bốn mặt nha cả nhà nha. Chứ là nhiều khi ở đây luôn mà hỏi chùa Sùng Chính gì người ta không biết nữa, giống như là cái tên gọi quen rồi. Giống như là mình đi chùa Văn Thánh cũng vậy, mình nói là chùa Văn Thánh thì nhiều người không biết, mà nói là chùa Mẹ Thị Nghè thì biết, giống như là quen cái tên rồi đó. Đó vì vậy là Hùng Lý chuẩn bị vào để trình lễ Phật. Rồi sẵn đây thì Hùng Lý cũng nói lại một lần nữa, thì hôm nay thì đến đây để trả lễ giùm cho người anh, thì mong Phật bốn mặt sẽ nhậm lời vì anh không có thể đi được trong lúc này vì bận ở xa, anh ở phương xa nha cả nhà, nên là anh không đến được. Vì mùa dịch bệnh nữa thì anh không có về được để đến trình lễ. Thì Hùng Lý thay mặt anh, Hùng Lý nắng quá nhiều khi em nheo mắt cả nhà, cho em vô trong rồi em trình lễ nha cả nhà nha. Thì cả nhà thấy không, thì thần bốn mặt là gọi là một cái biểu tượng trưng cho đất nước Thái. Thì vậy hôm nay Hùng Lý sẽ lựa một cái áo tượng trưng
cho một người Thái luôn nè cả nhà nha. Đó, em lựa cái áo, em áo sơ mi thì rất là nhiều màu sắc luôn, nhưng mà sắc em lựa rất là kỹ, tại có đi chùa mà mặc hồng đỏ xanh đồ này nọ thì Hồng Lý thấy sao sao, mà Hồng Lý nghĩ là đi chùa thì nên mặc là những cái màu đen, những cái màu trầm, nhưng mà Hồng Lý nghĩ là mình đến chùa để hôm nay mình dâng lễ lên Phật bốn mặt, thì thôi mình lựa một cái áo Thái để cho Đức Phật hiện tại giờ Đức Phật Phật bốn mặt đang gọi là ngự ở chùa Sùng Chính ở Việt Nam mình, thì Hồng Lý muốn là mặc một cái áo Thái cho Đức Phật, cho Phật thấy là giống như là mình là một người Thái gì đó. Hãy cùng Hồng Lý đi vô nha cả nhà nha. Rồi dưới đây Hồng Lý sẽ mua một ít xì tin. Tại thường thường á, thì nếu mà mình không có trả lễ ngày nọ đó mà mình đến Phật bốn mặt thì đa số thì mình mua xì tin mình cúng nha cả nhà. Cái đó là cái tục lệ ở bên Thái hay là ở đây Hồng Lý không biết, nhưng mà mình thấy là số đông thường thường cúng như vậy, mà mình cũng chưa hiểu tại sao mà đa số người ta cúng xì tin, nhưng mà theo số đông thì ai cũng cúng như vậy, thì Hồng Lý vẫn làm theo như vậy nha cả nhà. Hãy cùng Hồng Lý vào phía trong đi chị vào. Rồi cả nhà nhìn đi cả nhà ơi, một lát em sẽ quay cho cả nhà xem. Em mong cái clip này thì sẽ được cả nhà hưởng ứng, tại vì thường thường á mà những cái clip nơi thiền môn á thì được các anh chị lớn tuổi xem thì nhiều, rồi các bạn nhỏ nhỏ thì thích những cái clip mà Hồng Lý vui vẻ tung tăng, nhưng mà những cái clip đẹp như thế này thì cả nhà mình cũng nên xem. Dù các bạn mà không có thích mà xem những cái nơi trầm lắng, thích cái sự nhộn nhịp ấy, thì mình cũng xem đi, mình xem cho biết. Nhiều khi mình chưa đến nhưng mà mình xem mình biết được ở Việt Nam chúng ta và có một cái nơi nào đó có những một cái ngôi chùa, những ngôi chùa rất là đẹp luôn, vì mình xem để mình hiểu được hơn về những cái gọi là nơi mà gọi là thanh tịnh, và những cái nơi mà nhìn vào thì làm cho chúng ta cảm thấy tinh thần rất là thoải mái và sẵn chết. Nên là Hồng Lý nghĩ là các bạn mà yêu thích những cái điều vui nhộn á thì cũng nên xem những cái clip thiền môn như thế này. Cuộc sống chúng ta đôi lúc cũng có lúc mà trầm, lúc bổng, đúng không cả nhà? Tôi lấy cho cháu bốn cái lắp này, bốn lắp xì tin nha cả nhà. Đây là xì tin thì thường thường á Hồng Lý cũng không biết. Cô con hỏi ví dụ cô có biết thường thường sao thần bốn mặt hay cúng thường xì tin là sao cho cô biết không con? Cúng xì tin, cái đó màu đỏ là nó hên, thành ra nó cúng xong nó hên nó về, cái đó bắt chước nó cúng xì tin theo luôn, là nó vậy đó, nó cúng xong nó hên nó màu đỏ mà. Dạ, bắt đầu có một cái sự lan truyền là mọi người đến đây cúng xì tin. Bây giờ cháu cũng không hiểu, vậy cháu cúng theo luôn, thì cháu cũng không hiểu là tại sao có một cái điều mà đa số cháu đây thấy là xì tin không, cháu thấy cái điều đó mà cháu cũng chưa có hiểu, cháu nghĩ là không biết có một cái gọi là một cái đang quay phim nên là. Dạ, có một cái có một cái sự tích hay kỳ tích gì không? À thì ra là cúng xì tin á thì đem để cho chúng ta giữ cái điều đỏ, những cái điều may mắn đúng không con? Rồi, cái đồ may mắn. Dạ, rồi bắt đầu từ đó thì ai cũng muốn đến đây để dâng lên Phật để đổi cho chúng ta những cái điều tốt lành nhất. Đúng rồi. Dạ, tại vì thường thường là màu đỏ rồi ta phái lắm. Dạ dạ dạ, là ai cũng nói là chỗ số đỏ đúng không? Đúng rồi, số đỏ là may mắn. Dạ dạ. Rồi cháu cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Bây giờ là mình chờ chút xíu nữa trái cây tới thì mình sẽ dâng lên Phật luôn. Hồng Lý sẽ dâng xì tin lên trước. Tại lợi lắc có bông hoa điều này nọ nữa thì mình dâng lên thì đôi lúc nó không có kịp theo cả nhà nha. Dạ. Yeah. Đây cả nhà, Hồng Lý lễ lên trước nha cả nhà. Thì thần bốn mặt thì có bốn hướng, là hướng bên này là cầu làm ăn nha cả nhà nha. Thì Hồng Lý sẽ khui ra một chai. Các nhà nhìn nè, ai lợi cũng cúng xì tin hết trơn hết đó. Đây là cầu làm ăn nha cả nhà nha. Còn bên này là cầu duyên. Đây, cầu duyên. Cái này là làm ăn, em cũng muốn cầu, cái gì cũng muốn cầu, nhưng mà có lẽ là em sẽ đứng đây cầu nhiều hơn để trong đi lần này về thì cầu duyên sẽ được thần Phật bốn mặt sẽ độ cho em, sẽ tìm được một người thương mình thật lòng, rồi sẽ bên cạnh mình những lúc mà khó khăn nhất và những lúc mà sóng gió trong cuộc sống, sẽ luôn bên mình để chia sẻ những cái gọi là buồn vui trong cuộc sống cho mình như cả nhà nha. Thì hy vọng lần này về, đi lần này về thì cả nhà nghe thì bắt đầu năm nay bước qua năm sau giữa năm sẽ có một đám cưới hoành tráng của Hồng Lý
với lại một cái anh nào đó, một hoàng tử nào đó như cả nhà. Nhậm lời thần ơi, thần Phật ơi, hãy nhậm lời con. Rồi tới bên đây nha cả nhà. Còn bên đây là mình cầu tài nha cả nhà nha. Còn bên đây là cầu gia đạo, là cầu cho sức khỏe những người thân yêu của mình, những người mà mình đặt cái tình cảm vào, giống đặc biệt là hai đứa sinh thành của mình, thì mình cầu cho hai đứa sinh thành của mình và bà con, dòng họ, rồi anh chị em, con cháu của mình nha cả nhà nha. Thì Hồng Lý cũng nói sơ thì Hồng Lý cũng không có rành nhiều đâu, nhưng mà đi chơi chung với lại các em mà thường đến Thái, các em mà thường qua Thái, qua lại Thái Việt Nam, giống như là quê hương thứ hai của mình vậy đó. Thì cả nhà biết mà, Đức Thái là nơi là đã sanh ra lần thứ hai cho những cô nàng chuyển giới, giống như bé Hai, bé Ba, Bảo Anh, rồi vân vân, như là Đông Đông, đồ này nọ. Thì cả nhà biết là tất cả những cô nàng mà chuyển giới thì giống như là mình được tái sinh lại lần thứ hai nơi Đức Thái. Thì Đức Phật bốn mặt thì cũng giống như là các em mà trong cộng đồng LGBT á, thường thường là luôn tin tưởng vào Đức Phật bốn mặt. Vì Đức Phật bốn mặt là giống như là Đức Thái là luôn luôn chiếu cố và yêu thương những cộng đồng LGBT. Nên vì vậy là những cộng đồng LGBT của Hùng Lý thì luôn luôn tin vào Đức Phật bốn mặt nha cả nhà nha. Thì cả nhà mình chờ chút xíu trái cây lại, Hùng Lý sẽ để trái cây lên và đọc thắp hương nha cả nhà. Dạ, Hùng Lý làm đúng đủ lễ nha cả nhà nha. Thì Hùng Lý đã trái cây, rồi hoa quả và nhang đèn, thì chút xíu Hồng Lý dâng lên, rồi xì tin thì Hồng Lý cũng gửi cúng dường 500.000 này để gọi là cầu cho gia đình của anh được nhiều sức khỏe. Còn Hồng Lý van vái riêng cho Hồng Lý thì Hồng Lý cầu cho tất cả trên toàn thế giới nhà nhà được bình an vô sự, sẽ vượt qua cơn đại dịch và đất nước được mưa thuận gió hòa nha cả nhà nha. Còn cái này là phần của anh, thì Hồng Lý xin gửi để hướng về công đức cho anh mà ngày hôm nay anh nhờ Hùng Lý đến nha cả nhà. Dạ thưa ông, cho cháu gửi anh cho. Rồi. Okay. Rồi trái cây tế nha cả nhà nha. Giờ Hồng Lý chuẩn bị đưa lên Phật nha cả nhà nha. Bên kia là gì vậy? Bên bóng đó. Tháo ra hết bông rồi, chạy lên bóng. Chị vào lại lấy bốn cặp đèn cầy chị vào. Bốn cặp đèn cầy chị vào.
trái cây 141 đó cả nhà. Trái cây này là trái cây của 141 đó cả nhà. Để đây là chị vậy? Bỏ cái bịch xốp ra đi chị dâu, bịch xốp của cái này nè. Mình cuốn xong đó mình à, không phải cái bịch xốp này nè. Xế cả lắm. Dân đang là bắt đầu thắp hương cả nhà nha. Chị dạo sao mà nhốt chứ chị dạo. Thẩm mỹ nè, đó em chỉ cho nè, đó. Giờ thấy không? Cái này có là một cái thẩm mỹ, giờ thấy không? Đó. Thôi cái này không cần nhúng dầu đâu. Cái nhang lớn nhúng dầu này khỏi cần nhúng. Nhang này lẹ. Sợ nó đèn ghê. Rồi bắt đầu em vào để tôn kính Phật và bắt đầu ban vái để trả lại cho người ăn đó nha cả nhà nha. Thank you.
Rồi phần của người anh Hùng Lý đã làm xong cái trọng trách mà anh đã nhờ Hùng Lý, thì bắt đầu Hùng Lý dâng lên nước suối để cúng mẹ, rồi xin lọc để uống và rửa mặt cho mình được lúc nào cũng được sáng láng nha cả nhà nha, mặt mày lúc nào cũng được tươi sáng, được mọi người thương yêu. Rồi mình thỉnh cái nước, nước cam lồ của mẹ, nước bạch thủy của mẹ để mình uống vào để sức khỏe mình được nhiều sức khỏe nha cả nhà. Bây giờ Hồng Lý dâng lên nước suối nha cả nhà. Bây giờ hơi đốt mấy cái nó bị tắt thì mẹ mình chi vào. Được cây có là thôi cũng đủ rồi, 4-5 cây thôi. Xong rồi, bây giờ là được ngắm những hồ cá, coi những chú cá thật là đẹp luôn. Bây giờ xong rồi thì em một cái bớt cái nè, cái này bơi theo đàn cả nhà ơi, nè bỏ bơi theo đàn, thấy không, quay hết bơi theo đàn đó, thấy người lợi đó cả nhà, thấy không, khôn cả nhà, giống như là nghĩ là mình cho đồ ăn lợi, đứng ở đâu là lợi được cả nhà thấy không, em đứng ở đây là bu lợi nè, giống như là rất là dạng luôn, cá thì rất là, cả nhà nghĩ là cá rất là nhát nha, mà cá rất là dạng, ở thầy thấy không nè, em đưa tay xuống là không có sợ cá, thì thường thằng đó là sợ, mà cá ở chùa là biết là đến đây không có bắt mình hay sao á, là biết là đem đến cho bọ trong cho mình cho ăn thức ăn á cả nhà, nên vì vậy là rất là dạng luôn cả nhà thấy không. Em vừa đứng hồi nãy nhưng mà Thái quay xa nha, em vừa đứng đây thôi là một đàn cá, vậy là em đứng chỗ khác nữa coi, thấy em lợi nha cả nhà, là lợi rất là nhiều luôn, giống như biết mình cho đồ ăn á nè. Nè cái nhà coi nào, lùa tới nè cả nhà, đó cả nhà kinh mình ha, cả nhà thấy không, cả nhà thấy không đó, hồi nãy đứa đằng kia cả nhà thấy không, lùa tới không đó, giống như theo đàn tới vậy nè, giống như mình cho thức ăn vậy đó cả nhà nè, không bao giờ sợ mình đâu cả nhà ơi, nhà thấy không, rất là đẹp luôn. Rồi cả nhà hãy cùng Hùng Lý lên chánh điện lại một cái phần cuối nữa thì Hùng Lý sẽ kết thúc clip ở trên chánh điện nha cả nhà nha. Trong đây có cho chúng ta thỉnh về nữa nha cả nhà nha. Đó. Còn thỉnh mẹ như thế nào thì chúng ta có thể là đến chùa chúng ta hỏi những người để cai quản chùa nha cả nhà. Đó. Những tượng mẹ rất là hảo luôn. Bên kia nữa cả nhà.
đó cả nhà nha. Thì ở đây có những tượng mẹ Quán Thế Âm, thì cả nhà mình nhìn đi, nhìn rất là hảo. Những tượng mẹ như thế này á, thì cả nhà nhìn mỗi tượng á, nhìn đều có một cái nét á, rồi là theo cái duyên của mình, mình nhìn vào mình cảm thấy là mình có duyên với mẹ nào, mình có thể thỉnh về, rồi mình có hỏi là sư thầy mình thỉnh bằng cách nào và cúng kiến như thế nào đó, thì mình sẽ đến mình hỏi thầy, hoặc là mình hỏi những người gọi là kêu bằng giữ cai quản chùa để chứ Hùng Lý không kêu biết cái bà ông Từ, tại ông Từ chỉ cần là những cái miếu hay là những cái đền rồi này nọ thì Hùng biết cái ông Từ, còn chùa thì Hùng Lý chỉ biết thầy thôi, còn những có thư ký rồi này nọ riêng để cai quản những cái tiền công đức hoặc là những cái cúng dường này nọ như cả nhà nha, thì có thể mình hỏi trước. Ở ngoài đó có một ông như ông ngoại cũng lớn tuổi, có thể mình hỏi nha cả nhà. Bây giờ Hùng Lý sẽ ra trước để Hùng kết thúc clip nha cả nhà nha. Nãy giờ thì cả nhà mình đang cùng Hùng Lý chắc có lẽ là trầm lắng những cái clip, có cái clip vui nhộn đi những cái nơi vui chơi, những cái clip như thế này thì có lẽ là chúng ta xem chúng ta sẽ có tương tác những cái trầm lắng hơn, đúng không cả nhà? Thì hôm nay là ngày 23 tháng 10 âm lịch năm Tân Sửu và cũng là một trong ba tháng gầm lớn nhất trong năm nha cả nhà nha. Thì Hùng Lý đang đứng ngay nơi thiền môn là chùa Sùng Chính, thường tên gọi là chùa Phật Bốn Mặt. Thì cả nhà mình hồi nãy giờ mà nếu mà xem qua cái clip này mà cảm thấy cái clip này có những điều mà ý nghĩa, những điều tâm linh làm cho chúng ta cảm thấy trong lòng luôn luôn cảm thấy là bình an, cảm thấy an nhàn và thanh tịnh, thì hãy chia sẻ clip này cho nhiều người xem. Tại vì cũng có một số các cô chú anh chị em trong nước và ngoài nước cũng chưa từng đến chùa này và cũng chưa từng biết được đến chùa này, và cả những người ở Việt Nam cũng chưa từng đến. Nhiều khi mình chia sẻ cái clip này, rồi khi mà xem qua cái clip này các cô chú anh chị em bạn bè biết được chùa này đến để trình bái ở chùa này, thì chúng ta cũng có được một chút công đức vì chúng ta đã chia sẻ được cái clip này đến cho những người gọi là thích đến nơi những nơi thiền môn để cầu nguyện, cầu cho gia đạo bình an nha cả nhà nha. Thì kết thúc clip thì Hùng Lý xin cầu chúc cho tất cả trên toàn thế giới, nhà nhà được bình an vô sự, đất nước được mưa thuận gió hòa, nhà nhà luôn cơm no áo ấm nha cả nhà nha. Thì Hùng Lý đứng lên thiền môn này thì mong là cả nhà mình sẽ cùng Hùng Lý hòa mình vào nơi của Phật để cho tâm chúng ta luôn an nhàn và thanh tịnh. Và Hùng Lý xin cầu chúc cho ai luôn phát tâm Bồ Đề sẽ đắc quả Bồ Đề. Một lần nữa Hùng Lý xin cảm ơn tất cả nhà của Hùng Lý trên kênh Sức Sống Mới hồi nãy giờ đã theo dõi clip của Hùng Lý lên thiền môn. Và Hùng Lý xin chào và hẹn gặp lại.